Hôm nay xin giới thiệu mình các bạn bộ ngựa tuổi thơ. Những chú ngựa này được chế tạo, được đục từ gỗ, gỗ mít đấy ạ. Sau đó được sơn mài, trang trí lên rất là ấn tượng phải không ạ? Tôi xin giới thiệu đây chú ngựa đỏ này. Ngoài cái tác dụng trang trí hình dáng, trang trí màu đỏ này được làm với một vật nứt dạng phía dưới là màu vàng. Màu vàng đó được tạo lên từ phẩm và bạc lá này. Bạn có thấy đó, ánh lên rất là đẹp phải không ạ? Rất là đẹp. Cái trung tâm của chú ngựa này là được cái miếng này ạ, được làm bằng đồng đấy. Miếng đồng này được gò để tạo lên những cái ma tre như này. Phong phú với chất liệu chưa? Đó. Thế chú ngựa này thật bập bênh được. Đó. Nó là chú ngựa của tuổi thơ mà. Đó, nó là đồ chơi của trẻ em. Rất là hay. Tiếp theo tôi xin giới thiệu chú ngựa tiếp theo. Chú ngựa này nó là như là một chiếc xe ngựa đó, nó có thể di chuyển được bánh xe, nó tiến lùi này. Đặc biệt là chú ngựa này có một cái cánh cửa có thể mở ra, phải không? Thì trong này được trang trí bằng một đôi chim, tất nhiên là chim gỗ ạ. Chim gỗ được sơn màu rất hay phải không? Khi sử dụng chúng ta có thể bỏ đôi chim này đi, nó sẽ được một cái ngăn tủ nhỏ, có thể để đồ, để một số những cái đồ thì nó ta thích ở trong nó. Đó, cái chú ngựa này mang một cái ý nghĩa, ta có thể cất giữ tuổi thơ ở trong này đó. Đó. Đây ta để gần không? Gần cho các bạn xem màu rêu, màu thời gian chưa? Đó. Cả ba chú ngựa này đều được trang trí theo một phong cách hoài cổ, rất là cổ xưa, màu dạng nước rất là đẹp đấy. Cái này đòi hỏi người làm phải có chuyên môn, tay nghề lâu năm mới có thể làm được những cái thứ như thế này. Đó, các bạn xem đẹp chưa? Bánh xe thú vị chưa? Quay nhá. Đó, tạo hình đẹp chưa? Nào, tiếp theo ta xem chú ngựa này có gì đặc biệt nào. À, ô chú đi được bánh xe. Nhưng khác với chú ngựa trước, bánh xe có 4 bánh bên nhau thì chú ngựa này có 3 bánh ấy. 2 bánh trước rất là to, bánh sau thì nhỏ xinh ấy. Đó, tạo lên một cái sự tương phản về hình độc đáo. Đấy. Màu cũng rất là đẹp ạ. Đó. Màu trắng dạn nứt, dạn vỡ trên nền một cái màu đỏ, ẩn dưới đó là chính là lớp bạc, cũng là bạc đấy ạ, bạc lá mỏng. Bạc là một những cái chất liệu đặc trưng trong sơn mài. Đó. Thực ra thì kỹ thuật sơn mài thì có thể cũng nhiều người biết, nhưng để làm được những cái tác phẩm độc đáo và tinh xảo như thế này thì không nhiều đâu ạ. Đó, các bạn xem đi. Chú ngựa này cầm
Tôi có cảm giác nó như là một cái khẩu pháo ấy ạ. Các bạn thấy thế không ạ? Đó, trồng ngược lên như một khẩu pháo đó. Đó, đó là ba chú ngựa. Bộ ba chú ngựa. Mời các bạn xem.